coi như reset thôi. Này, lại căng nhà đó. Nghe chưa vết M24 đó. Tao mà bắn M24. Thì là K98. Tao mà bắn K98 đi. Berry. Nếu nhé. Súng chính phái rồi. Chỉ là AK thôi. Vô trong một nhà mình được hai khẩu G36 sát biết phải làm sao đây. Map này cái test thấp nhất trong các map luôn quá. Đâu này tụi nó làm cái game sao nó lắc lắc nè. Game mày lúc đéo nào mà chẳng bị lắc lắc. Nó không lắc mới là lạ đó. Lắc nhưng vẫn chơi. Chỗ thì nét đi ta, T3 làm kìa. Cái gì ta? Game lắc quá rất mạng rồi. Thật là liên quan. Kêu thì khách mua đâm đi. Là liên quan. Nó còi nó xịn. Nó xịn mày, sai bật co đàng hoàng mày. Sai bật co mà, mấy thằng nhóc mà nói chuyện vui vậy. T3 nó gặp T3 cũng người dạng mặt ngáo nữa. 30 FPS chứ 60 FPS, tao thấy đéo khác gì nhau, rồi thua luôn. Khách đã tào lao rồi, thêm thợ cũng tào lao luôn nữa. Tôi thấy vết lốt đồ chăm chỉ quá. Trời ơi, chính cái kit. Bởi vậy, ông trời đéo rồi, tôi xong rồi lại làm shipper nữa. Ba vào đâu? Ba vào đại ư? Ui, có tiếng súng à? Lên thôi. Lên thôi. Đấy. Mình không có chạy nữa. Mình phải đổi sang cái mod khác. Đây có nhiều bắn hiệu quả hơn. 60 á. Ui, cái đâu? Ui, này bắn tao. Ui, trong khu nhà này hả? Mày tuổi chim. Đi lẻ à? Nào bạn ơi. Không, không biết. Mày giết luôn rồi kìa. Không, nó gục. Coi chừng cuối lửa. Tao thấy, mày giết luôn mà. Không gục. Trời ơi, tao bắn tao không biết mày. Tui xin nó như kiếp thế. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn nha. Có đặt bẫy không? Đặt 5 vậy.
Ui là đạn 5 này nè. Trên ba cái đạn 5 này. Vãi lồn. Nhìn nó mới tới thôi. Năm mới tới thôi. Nhờ cái lúc kìa. Chắc bạn nó ở trên á. Thấy đủ mắt thằng này 6 cái kit mày. À, nghe nhiều tiếng quá. Sợ quá. Không sao đâu. Bảy ở đây nè. Kìa. Bảy Huy là bảy ở đây nè. Ủa không phải, nhầm. Thằng đã bắn không chúng ta một viên nào luôn mày. Ấy là giáp ba đỡ mày phải không? Hey, có nghĩa là giờ mình không có giáp ba thì nghĩa là tăng được kỹ năng né đó. Đúng là lên thôi, lên thôi, lên thôi bạn ơi. Giờ gì nữa mà không đại lao. Ừ nãy đứng bay đường cả lắm mà. Lên đi, cho tới nhiều đồ á, lên đi. Không nhỉ. Nhìn xe lắm Vita, lút thoải mái. Mày lút, lút thoải mái luôn. Mày đang lút, có tìm cách tới giết mày luôn. Bao nhiêu lần rồi. Kìa, gục nhiều rồi kìa. Còn mày một hai thằng thôi. Tỉnh thôi. Ôi trời ơi. Một đống kêu đang chờ các bạn đó. Đúng là nhiều thằng đang bò lắm, nhiều thằng đang bò lắm. Trời ơi, kìa, hư mất tiếng rồi. Cái nhà đúng không? Không biết hả? Nó ngừng bắn rồi. À, trăm rồi. Ôi, đủ bá hồng ngay đầu mình. Các bạn à, ơi, đi vô nhà gấp thôi. Hello. Vô nhà gấp bạn ơi. Má cái nhà này, mẹ xuống dốc rồi. Gắt nghệ. Ê, bị tạc. Có chiếc motorbike nè, mà ra mày lấy cái ngà hộp đi. Ở đây tao cầu vào cho. Ừ. Có xe kìa. Đâu. Ôi bạn ơi. Tao không có giúp ai motorbike. Không có ai. Không có ai đâu, nó mới rớt à. Đưa đây. Đưa đây. Thiệt. Ở đây. Người này lút rồi chết rồi. Ừ. Ui, có thằng nào bắn tao? Ê này này này, chết nó đang đi qua hồ này, chết nó đang đi qua hồ đó, đi chậm hai thằng. Đây đang lên. Chưa. Sao nó sao cục đá rồi? 65 55 55. Nó đang đi hướng mình luôn. Đang đi hướng mình luôn. Mẹ bên đây nó có cửa sổ. Đâu? Cái đéo được. Một thằng nó cục đá rồi. Ừ, nó sao mép rồi. Chỗ nào vậy? Mày cứ lút đi, mày lút đi xong chị. Rồi. Huy ơi, là Huy. Bắn đường mép đá bên bờ hồ nha. Bắn này à? Mép bên 40 nè. Chắc nhớ chắc đổi vị trí rồi đó. Nhớ cả đi, cả đi. Cứ thế. Trời, không có cấp xa, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, đi rồi, đi rồi. Lút thôi. Mà game mua ba á. Mua ba tao chưa bắn mua ba đâu. Thằng bò ở biển á. Ui ui sao mất đâu vậy? Thằng bò tao lút đồ. Bài học đấy. Sao quá. Bài học vẫn còn đó. Đâu rồi? Đây, sang đây rồi. Mẹ có xe đây nè. Mát này đang xanh không rồi mày ơi. Đến 7 nè, bên đây nè. Có cái là Huy. Băng nè. Hai kit. Ui bạn ơi. Ôi trời ơi, ai đây? Trời ơi. Ai đây? Tốt chạy. Tử. Enemy. Đi ta sao mày đem lấy xe mày chạy. Xe chân kia kìa. Đi đi nhanh đi nhanh nhanh. MK 14 bắn con không? Ừ. Nói là bắn xe hay là bắn. Nó bắn ô tô, bắn xa luôn. Ô tô đâu? MK 14 làm gì ô tô không được. À, có ô tô nè. Có ô tô mà, có chắc bắn rồi đấy không? Người ta
Có rồi, ta full nữa rồi. Cho Vita giảm thanh nè, lấy không? Đó, giảm thanh luôn rồi. Trời mẹ. Đây à, trong nó có đồ cỏ nè. Mình có giảm thanh SR mà đéo có SR bánh. Đâu có không. Kẹt. Khoe đó. Thấy chưa, ta bảo rồi ra lấy hộp là hợp lý rồi. Ủa sao cái đồ cỏ không màu trắng Huy nhờ? Ờ đúng rồi, mày nhắn tao mày nói tao mới thấy á. Đồ phát. Búp à. Bên đây. Cái hướng này. Lẫn hướng đó, khu nhà. Ôi khu nhà, chịu rồi. Khu nhà lẫn. Mà kèo 14 bắn ngon. Ngon, nó bắn như là mini 14 á, hay là cái SK nhưng mà nó nhẹ hơn nhiều. Nó đầm lắm. Tầm nó ít giật lắm. Bắn thử phát thôi. Cái đực mẹ. Ê, 8 kit nào lấy không? 9 kit đây. Thôi đục luôn. Tại đéo gì hết đâu. Lấy gục 5 lần. Ui, là trong bo nè kìa. Ôi, bên đây có tiếng gì vậy? Chấm thanh đó. Tao thấy mình đi vô bo đi mà. À, bỏ xa vậy. Đi sao ta? Giờ đi sao vậy? Đi lên đây nè. Giờ đi chứ không tụi trên kia nó chạy xuống á. Từ chỗ chấm vàng của tao nè, xong rồi cam xuống. Tao đang đi ra kia luôn. Ủa, đi ta bước đồ cỏ hả? Ừ. Cái mặt này. Đó lộn. Đâu? Má thằng bảy ít quá. Hai băng à. Đây. Ủa này cái xác kia có lấy hai băng lấy chưa? Lấy rồi đó. Không có nhiêu đó thôi. Đi. Cái đường đâu rồi? Ui, ta hơi lắc nha. Không biết có người không nha. Đó, đó. Đấy. Trời ơi. Đồ cỏ liền màu này cụ đó. Đúng rồi, ngay chỗ đây nè. Ngay chỗ đám cỏ nè. Nhìn nấp đi. Đéo khác gì. Mà này cũng như không à. Đó bụi nằm. Đám cỏ này cùng màu rồi, nấp đi. Hợp lý thế. Cái chưa có tem nha. Cái này có bắt kịp lót nha. Cái này cỏ mắp sa mạc nè. Đúng rồi. Cả bucket lock nha. Bucket lock thì liên quan đéo. Gì có tim. Người. FPS drop mới là có tim. Lâu rồi drop nè. Đó, đã mới drop rồi đó. Như ở khu dài dài á. Nó bắn giết nhau trước mặt á. Người dài đó. Ôi, đằng 7 đây rồi. Trời ơi. Kiếm đồng cỏ nứt vậy. Ê, đây à. Ở đây lúc rồi bay. Ôi da. Yeah, cùng màu rồi. Mà lấy tặng đá là hết màu. Kìa. Thấy không? Kẹt tay mày. Đó. Đó không? Báo không? Kìa. Thấy không? Biết cái đường hay đâu? Bên xe. Nè, đè đủ má ngồi cái đem đó. Khu rừng hả? Hết vô đầu. Kìa nó liền rồi kìa. Kìa còn thằng nữa. Có một tem đi sâu lưng nó rồi. Xuống nhà dài đi. Cao vậy? Ta biết nhảy bạn ơi. Ui. Thôi mình cứ an toàn. À, nhà dài vẫn trong bo. Tớp thì chắc ai bây giờ cấp kẹt cái mà nhìn bo kìa. Chắc chỉ có thể chắc là lại mà nhìn bây giờ tìm ba người thôi. Năm vải. Ôi chiếc bát nè. Sao đéo nói tao có nè. Không cầm tạm thôi. Ê là 7 nè. Còn người vậy? Sao
Em nó mới không rút được cái ập mau đi. Anh nhau sờm qua. Khó rồi, không có thấy được. 41 thằng nãy giờ vẫn chưa đứa nào gục rồi, tướng gọi nó cuốn nhau được rồi. Ui, sao tên đột một kia vậy? À đúng rồi. Đó, à bên đó. Nó sờm vậy. Ui. Má nhiều đồ lắm mày. Đang nghĩ mình đi qua đó luôn. Thì một chút nữa hãy qua. Khô đá quen quá, khô đá bữa trước cũng bắn ngon rồi. Tạm thời đứng đây để bắt lẽ những thằng nhảy từ bên trái xuống. Để đi qua đường. Xua vật cần lờ. Ơ, hòm rơ hơn tụi nó chứ. Quái cực. Đi ta đi hòm tiếp. Giáp 3, ba lô 3, hũ 3. Còn chờ gì nữa mà không mang bơm tự sát. Còn 36 đứa à. Vẫn nhiều lắm. Thêm rồi đó. Xong rồi đó. Là qua nhiều xác lắm á. Trời, bò chết mỡ nữa kìa. Thằng kia bắn xong, lia xong chết bo luôn. Chắc là nó ở khu. Hồi nãy dép mày bắn cái thằng bánh đá này nó tự chết kìa. Tao bắn cái chết mà. Đi một kill nè. Chuẩn bị chạy bo. Căng thẳng quá. Một cái mực bốn. Đó, đồ má rút cuộc cũng phải đi ngang đó à. Đi quá kìa. Đi xuống nó đi. Ui ui, tao thấy cắn người. Tao thấy cắn người. Cái chỗ này nè, chỗ khu này, bên đây nè, khu này nè. Địt mẹ dép. Khu sát mình á. Khu sát mình kìa. Số 3 hả? Lên lên lầu, lên lầu. Đã quay nè. Có qua đây hả? Qua đây hả? Em muốn sổ bắn vậy? Tại con thấy mẹ ơi. Em thấy. Một thằng rồi nhưng mà nó cứu được. Mẹ nó sọt à, đi ra bọc nó luôn chứ, đứng này đéo thấy rồi. Ê, trên đường bắn xuống nữa. Nghe rồi. Bỏ chạy. Đang đốc nước. Chạy thôi. Trên rừng bắn xuống nè, có mở từ trên rừng nha. Mày bọc nó đi. Kìa. Nó đi trước mặt bên đường, bên đường kìa. 130. Bên phải phải không? Ừ, bên phải á. Để qua bên phải chứ. Tôi bên phải chứ. Đang có ăn lắm. Trong không khó, trong khó kìa. Kìa. Ngoài báo kìa. Bò rồi. Cũng bò rồi. Má ụt luôn. Bỏ đi được rồi. Cái to. Đây. Bỏ đi. Bắn nó làm gì? Vừa qua trước đi. Nó bắn tao nè, em thấy hả? Dếp, bỏ đi. Đợi cơ lại cho. Tao phun nước rồi, làm sao? Nó sao kéo mình. Chạy đi. Chết rồi. Trời ơi, ấy, đi ta kìa. Trên đôi. Cũng nghe phải không? Đôi. Ấy, má Huy ơi, lóc nữa. Ôi, trước mặt. Đồ má trước mặt luôn. Này nó vừa chạy bộ bò xong trước mặt tao nè.
Ê, bò... thích cái. Bò rút mạnh lắm á. Kịp không? Kịp không? Đù má. Còn một không biết mấy giây. Ai rồi. Tao đéo kịp luôn. Ơ, ơ, tao kịp. Ngay chỗ sát tao, ngay chỗ sát tao hai thằng. Tao vô chứ, vô cái đã. Má. Vừa chạy tới hai thằng chạy xíu mà tao đưa đít ra đủ. Lê luôn. Tao đéo lê luôn lúc đó đi. Rồi đó chứ hai thằng đó. Ta bị gục luôn. Má phun nước rồi mà vẫn đéo kịp. Má, mày còn không phết một giây luôn á. Trời tụi má bùi lâu nước của tao mà hết luôn rồi nè. Kìa kìa nó vừa ra kìa. Má chó này hả? Mai ai? Trúng mà mày. Má không chụp hụt đâu. Bắn hơi chậm. Nhanh thêm xíu nữa. Sao đá đúng không? Ông nó chạy qua rồi, chạy qua rồi, chạy phải rồi. Nhưng sau nhà gỗ này đó. Má nó bể giáp rồi. Tiền nha. Dài. Mom là xuống đây. Để qua cả. Ôi cái gì vậy? Có. Cua nhà. Cua nhà gần tao mà. Bây giờ. Cái này đắp dù lắc quá ta. Biết sao không? Quanh đây nhiều người á. Cái mega tao 0% luôn á. Nó đứng quá phải là 1-2 giây luôn. Bãi cứt. Nhiều người quá đó. Nhưng mấy người đáp dù xong rồi nó hết à. Ừ. Tao cũng nằm mấy FPS nè. Tao xuống không 10 FPS. Được 36 xe. Xây hết đàn rồi. Mẹ nãy đéo có cái trận nào lấy được cái berry ra bắn luôn. Đấy, mẹ súng trấn phái đây rồi. Chích 4 thẳng luôn. Mẹ. Như hắc. Mà từ ừ. Em mới đi 14. Mày bắn đằng sau đúng không đấy? Hên ta nè. Huy vừa nói xong, ta cũng có chính phái nè. Ít ca ít. Ê, chán quá. Full phù kịp. Còn thiếu mỗi chất phát thôi. Giảm thanh đồ. Sao ta chỉ cua này quá, mọi người không được đôi xịn cho mỗi tao. Đừng buồn Vita, tí tao kiếm một cây. Thôi đủ má hai giảm thanh luôn. Trời ơi, xuống đằng xanh nhiều vậy. Má không để bắn đằng xanh đỡ trời. Ơ, bị tao qua lấy mini không? À, đưa qua dép 3, mở 3. Trời hỏi quá, trời đủ má xuống đằng xanh luôn vậy. Tao heo. Má bỏ má là 7 luôn vậy. Vita say no. Với mini rồi. Nữa, lại từ quá một cái nhà 5 cây xuống đằng xanh. Trời. Bên đây có khẩu nó ngon vậy. Mini đó. Tao còn chưa có AR đây. Má. Ấn kìa. Như chạy lên trên nhanh luôn nè. Ít nhất là mình phải chạy lên trên. Holy shit. Bạn kia ơi. Giáp 3 on hand. Gần kìa. Chạy trên 8 nè. Đấy. Cho Vita luôn.
Ố, AK ngon. Cái khẩu K98 mình bắn cái đạn bay nhanh tới mức hình như nó không không bị rơi xuống luôn các bạn. Nghe nói bắn chưa đủ xa đó. Anh thi ta quá. Nãy tới một cái trên đầu, trên đầu. Thì bắn chưa đủ xa thôi. Ủa, mình vứt đạn bậy cho Huy cho tao đi xin. Tao không, tao cầm hết rồi. Tại sao bạn tôi khoe giàu lắm mà. Tao vừa vứt hết đạn xanh đạn bậy mà. Cầm một cái cho gọn. Định thanh ARSR nè. Ui, Berry. Thôi, không bắn Berry đâu. Đã, để anh chắc. Anh đâu? Nè. Đây nè, nè. Ê. Dạ. Chết, sao cầm tay tao gặp bắn mày? Tại chúng Vita, sao? Tao thấy Vita tìm đồ hơi vội vàng. Quýt game mẹ đi rồi, bước tiếp gì nữa. Nô khu quýt tên lây rồi. Tao là thằng bò, tao quýt game luôn. Quýt cái đồ một vòng trái đất. Thằng đầu map, thằng cuối map. Nhanh đi, mẹ mày. Má đội hình chuẩn bãi ba thằng đi một thằng ngang luôn, thằng thẳng chứ. Ê, tao chưa có mũ. Ra mau. Vita à. Vita ơi, cho mày SKS nè. Đấy. Tao lấy M24. Đây không ơi. Anh nó không nói đưa tao M24 không đi. Tự xuống trắng trái. Đây là giúp tao. Đây là bảy không? Có à. Đây qua đó. Ủa, có ba lô. Ta đưa. Ba lô 2 không vậy? Ừ, dạ. Dù gì nữa. Đây, có ba lô. Tôi đưa mày là Trinh Thanh ARSR nha. SR. Mắt đây tao cầm AR mà. Thôi kệ. Má sao vậy này? Anh nói cái gì là muốn cái gì là có cái đó là sao nhỉ? Nó bắt. Đi lên bán nhà được nè. Đi ra đây. Ủa, chú mặt trống thế. Ủa, con này có xét lát không? Dư không? Không. Cái làm bậy lắm, xin ít làm bậy nào bay. Cái chấm xin dép kèn nó bỏ súng mà. Ít đàn bậy lắm, cháu nó băng rồi. Nè, cho thêm nè. Đây, cho mày thêm 18 viên à. Đi đâu bắn cây for cái tôm này cũng sẽ lấy có chế độ auto nha. Hay là phóng bắn put ở trong KF nó có bắn put mà. Ừ, cái for bắn put 3 viên thôi à, ừ. Đâu có auto đâu. Cái nào, em for. Không, cây for có auto luôn. Trong KF là auto, put rồi kích single luôn. Hết tùy game. Má cây for trong KF phế bãi cảnh. Ê Huy, nè mày cầm trạng thái này đi, đổi.
Đưa ta dùng hắn đi. Lấy làm gì? Thôi đi đi chút. Lốt thôi. Nè, cho giảm thanh nè. Đó. Đi ta cứ thích. Gì gọi là gì gì vậy? Full set không à? Cái gì cũng đòi full set hết. Cái này chấm thế. Đây mà bao cũng này thì đúng hết. Chấm trước. Bữa trận mày ao bò gì đây nè chứ đâu? Nhóm vết trận mà bây giờ ta ao dưới trận nè, bò gì đây, mình đứng đây mình top 1 nè. Đứng phía lúc bên nào cũng vậy. Phía bên kia. Mấy lần luôn. Bây ta ao là top 1. Full phụ kiện ấy chết rồi. Chết bé ta đang gánh cây mà 24 rồi. Go 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 go, come on. Kiếm cái băng đạn mà rộng nữa vậy. Ui. Đúng rồi, sao quá thế thì lựa lên lên. Băng đạn mà rộng cái gì? Nhắm. Á cái đầu má bên khu nhà mãi vừa đi ra có một cái đó. Tao mới hỏi mày xong. Ui trong kia hai. Cái đó cũng dễ kiếm mà. Có cái điệp mẹ. Rát à? Trong này là M24. Giảm thanh. Đó, Vita có thể đổi sang M24 được rồi. Đâu? Mà tới đâu? Ủa, sao bên kia có M24? Bảo bên đó là bảy trong này nè, nào lấy đi. Đâu? Hơi cái mũ kia vậy. Rip thằng bồ. Rồi xuống đất ta trốn này. Có mô tô đậu kìa. Được luôn. Mày lấy băng đạn có động không? Cái két á. Cái lỗi nhầm. Súng nhắm nè. Cho mày nè. Mày lấy cái của AR gắn vô luôn. Ok. Bây giờ làm gì đây? Đang hơi quá. Thấy khoảng thân đây nằm chứ được. Phát. Sao mày lại làm trên này? Ngốc lắc mất tin beta. Hôm nay tôi làm dưới này đi ra ngoài. Ở mẹ mày dễ sớm nhưng mà đi vô cửa này là không. Đang hơi quá. Thử thôi. Dán dép mày đi từ cửa bên này qua là nhìn thấy đâu. Tụ má gần lắm kìa. Mày giờ ta đi qua, giờ ta biết mày đứng đó, giờ ta đi qua là ta biết mày rồi. Nếu như bình thường mà đi thì thấy không? Khó à giờ. Khó vãi ra. Không để ý đâu, đi vô không để ý đâu. Vô tao thử rồi. Từ nhà vô không? Thấy mày ơi. Thấy á Vita. Thấy à. Nhưng mà nếu mà để cái kit xuống dưới ngay chỗ mày nằm thì nó không thấy đâu. Vậy thì để thôi. Không không, mày để giáp ba xuống. Mày đừng lấy kit, kit thì thường quá. Mày để giáp ba xuống. Có đâu mà để. Thôi mày để cái gì đó hấp dẫn chứ mày đừng lấy kit. Kit thường quá. Đấy nha, đâu có mày đang bắn cái gì vậy?
gì mà ầm vậy? Nhìn trước mặt thôi, chỗ anh nhìn trước mặt thôi. Nhìn người ta không cái kì trước mặt bầu vậy. Mẹ này chỗ này đéo có gì che hết, nguy hiểm vậy. Nó dùng tay kiếp nằm dữ luôn. Không. Đâu vậy? Ơ cái lồn gì vậy? Đủ má xịt máu mấy phát luôn. Má có hòm kìa hèn chi. Má sao quá. Người nó chết rồi ta. Chết rồi. Chưa mà, sao lấy một thằng hướng 40 nè. Cục đá chết rồi. Má có hòm hèn chi. Đẹp bóng bạc. Giờ mình lên đó lút hòm. Kìa kìa, ơ con kia. Chết rồi mà chết. Cục đá số 15 chết rồi. Còn 30 nữa kìa. À đây à. Ơ, ai bắn à? Tao bắn. Cục đá 30 nè. Đó đây rồi. Có một thằng qua bên phải nữa, một thằng qua trái nữa. Ôi trời, kia phải nữa rồi mày. Kìa nó vừa lú kìa. Đá 15 hả? Đá nào nha? Đá 30 nè. Rồi rồi, thấy rồi. Nó vừa đến spot ra đó. Đủ máy bắn lộn, cái bắn quá trời bắn cho người ta ăn. Không cặt. Trong spot kìa. Má nó xuống cục đá 25 rồi. Cục đá dưới dưới trên cục đá dưới small. Dưới nào hai cục lực. Cục dưới á, cục này nè. Nó thấy khó lên không? Ba. Cục số 25 đúng không? Cái tao chấm đúng không? Ờ. Cục dưới small á nha. Cục bên dưới small bằng 25. Tụi má. Ba mày ơi. Nó đẩy vô rồi đó, mình đẩy luôn đi. Chạy vô đi, bắn gì bắn. Nó phải chạy bo. Ừ. Nó uống nước. Đi. Đâu thế này? Cục đá 385. Đá 85. Thấy không? Tao bị bắn tao mới chạy được nha, tao bị kẹp rồi. Cục đá 885 á. Cho móc ra. Ơ. Cứ bên kia còn tắt hai cho móc rồi. Cho tao ném lửa. Ui cả đêm nè, cả đêm kia này. Tìm khác phải không? Ở xa có tiếng chạy luôn kìa. Má có tìm chiếc nhà rồi. Có đè mạnh thùng trước. Thất kết luôn. Nè. Má hết đạn luôn rồi. À. Trời ơi, thôi đi mạnh dưới mày ơi. Đi airball đi, Pita. Bò xa bãi cặt luôn. Bò đi đứng bắn rồi đéo kẹp đi luôn á. Tụi má bò này chỉ có chạy thẳng thôi chứ chạy dễ đéo kẹp nữa. Nó ở trước mặt mình rồi. Thôi đi qua xíu đi rồi chạy thẳng. Này các em dưới đây nè. Ờ, khu nhà số 1 còn hơi chấm đó. Rồi thẳng đi. Vô. Đi. Hôm nay chạy ngang nhẹ đi kìa.
mỗi cái xe chứ sao. Má thôi quá vậy. Bo mà sát mình, mà sát mấy bo còn lại đi ngang cái hồ nữa kìa. Bà đánh mất. Trên ở qua phải nè. Có trường nhà, có bộ nhà á. Ê, đúng rồi, trong nhà kìa. Má, vừa nói xong. Đúng trong nhà không? Ê, nó bắn tầm. Kìa, có tiếng kiến bỏ kìa. Ui, ui, ở ngoài nữa. Đang phía sau. Đừng bóp nhau, đừng bóp nhau. Đi ra đi, ai ra đi, đụng má. Đừng lóc nhau. Ây da. Ôi, ai bắn tao vậy? Có một thằng bòi tưng này đó. Một thằng ở dưới đây nè, má. Trong nhà. Nó rìm rìa bo luôn. Vãi rồi. Ai xe móc vậy? Tao xe móc á. Bắn tao nè, nếu biết nó bắn tao. Đâu không nhà. Để sát nhà đi. Má. Ui, nó chỗ cái cửa nhà mày. Ở sát mấy bo có một thằng nữa đó. Coi chừng nó chạy nó gặp hai tụi bay giờ. Một thằng thôi à. Đấy rồi. 70, 70, chỗ. Tụ má hai cái yếu rồi. Nó trên trước mặt mày luôn á, Z. Đi rồi. Không, ờ ném ném, ờ đúng rồi ném thẳng. Không phải, bên 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 trái, bên trái. Cái này có một lần. Mới chạy ở đây nè. Rồi ném bom cho nó. Tao thấy đầu quá lú đó mà. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ê, đủ má, chỗ khác bắn qua nữa. Chỗ khác bắn qua nữa. Không có lại, không có lại. Ngoài bò rồi. Ừ, đợi xíu đã. Trong, trong. Điện mát. Ngoài bo, ngoài bo. Má hết kit luôn. Chuyện này hơi thiếu kit thật. Lấy kit này. Bo này đau lắm. Ra đi. Đấy. Sao lưng rồi Z ơi. Thấy rồi. Hết smoke rồi. Smoke, kia chỗ smoke á, đúng rồi đó. Ờ, đồ hay quá. Đó, chết rồi. Một phút lận loot không? Loot không? Thôi bỏ đi. Ờ, loot đi cũng được. Một phút lận. Con tắt đây mà chạy khi nào thấy đồ thôi. Đéo thấy luôn. Nó là sát góc. Góc. Để thấy cái nhà máy.
Nè. Con chó mà mua dạo lên kia bắn hoài. Cái thằng ngoài đây chết chưa? Chưa. Thằng ở góc xếp đẹp bò chưa chết, chạy đâu rồi á. Bên hồ có một đám nha. Nó... má có cái nhà trong bo nữa kìa. Coi chừng cái đám đi bên hồ qua nè. Ừ. Thôi mình đẩy em ơi. Đẩy vô rừng đi. Hèn nãy ta bắn bể mũ nó hay cái gì á. Sao thấy túi máu mà nó không gục. Sao nay ta bắn nó kéo máu không nha. Má ta biết nghe đợi mình đi ngang quá. Nó cấu mình mà. Má lại có nhà trong bo nữa. Đây nè nè, bây giờ kia 100 100. Tụi nó vô nhà, tụi nó vô nhà. Nhà hướng 100 á. Nhà ngoài bo mà ta. Trong bo. Nhà nó ngoài bo, trong bo gì. Thì nó ra chỗ bụi cỏ rồi kìa, bụi rơm rồi kìa. Đó. Trong bo. Bụi tư. Trong bụi rơm, trong bụi rơm. Cái đầu má bắn chúng cái cây không à. Được rồi. Nó có cái thanh gỗ trắng rồi. Bỏ đi thôi, ta nhìn bên hồ nè. Mày phải bắn nó mà nó cấu mình. Mày ta nhìn nó được mày ta. Đang ngoài phải rồi. Có không? Nó đẩy nó mất tiêu liền, thấy không? Ôi, má, hợp nữa. Ê, thấy rồi. Đâu cái khay? Chưa, gục chưa? Chưa, chưa. Đây, ôi. Bãi rồi. Cục một thằng. Bạn nó qua cú nè, cho cục đá rồi. Thằng nào sao bắn tao gắt quá. Má lại hết kiếp rồi. Cái này ném bom nè. Sao cục đá, dẫn cái sao cục đá nha. Hết đèn. Chết luôn. Chết rồi. Chết luôn rồi không? Kìa, cả tay mở đối diện nè. Đấy rồi, đang đi vô nhà. Không biết làm đấy. Ê, không, nó đi vào trong mấy cây kìa. Cái. 100 100, tháo cây 100 luôn. Thấy rồi, sáu cái nhà gỗ kìa, sàn gỗ kìa. Má hôm nay bắn cái đéo cáo máu không nhờ. Ê, 83 85. Chỗ 85, chỗ 85. Yếu. Đá 85. Chạy. Thấy rồi. Nhấp mẹ vô rồi. Để đi cái gì đây? Bỏ tiếp theo chứ sao giờ? Đang chạy ra. Đi ta ơi. Một viên. Nó ném smoke á. Tiếp nào smoke vô kìa. Thằng 85 smoke á. Cái kia. Sao nó? Đi đầu. Má biết ngay mà thế nào, lóc không đầu. Đã hết rồi. Pita ơi, cái đầu. Pita ơi, nhìn đầu đi Pita ơi. Không nhìn được cái cơ mà. Nhìn đi tao kiếp cái. Mẹ nó. Sáu thằng. Ủa thằng smoke chết chưa? Chưa nữa. Bắn nhỏ mình chưa? Má tao vừa bắn được một phát xong cái quay. Như còn người mình với thằng tuổi.
có một thằng đang nhìn có thằng cho đầu thôi, một thằng cho đầu thôi. À, không bắn này từ đi, nó bắn ai á? Rồi đó thì là tao mày thằng đó đó, hai hai đó, hai hai đó. Với ta im im đi, tới nghe tiếng nước đi, nước đi ra nè. Ê chỗ xác tao á, im 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 im. Ta nhìn đi Pita, nhìn chỗ Huy nè. Yếu rồi Pita, yếu rồi, hai thằng yếu rồi. Hai thằng yếu rồi. Má trận này hay vô được mẹ mà đéo top 1. Nó đỡ ngoài con. Còn nó to lắm. Lê hai tên mà. Lê một tên mà tên kia bắn chết. Trời ơi, ba lắc. Hai cái ba nằm kế nhau. Ảo dịu thiệt. Để vô cái giáp ba nha. Này đông quá hay sao FPS lót dữ vậy? Khu mỏ đó. Nó một nồi. Giáp bay đâu rồi? Trong nhà nào á? Như cái nhà. Đâu coi coi. Nhà này nào. Nhà có tầng không? Nhà có tầng á. Đang bên đây không? Tao bảo rồi, bắn cái súng dễ này. Súng gì vậy? Trong đó đó. Súng tủ. Đó, rồi tao xe rồi. Gì vậy ba? Đây nè. Hai cây luôn. Dưới đây nè. Tôi đang ra mùa 2 rồi. Má, bây giờ tao mới nói bắn cái súng dễ là vậy á. Bắn đéo lại. Khi mà bắn kêu bắn đéo lại. Đó giờ lại có sao bắn như thường. Sấy hết mọi.
Vậy Vita có còn phim là súng tủ không? Súng tủ năm nay rồi, rồi muốn gì nữa. Trên tầng lầu à? Chỗ nào á? Không, có hai cái đối với nhau. Đó là, đó là, đó là. Mà đó nó bắn một lần không nó cứu được. Mát xui quá, cái mép đá nó còn ở trên. Má hôm nay mấy trận top 2 luôn rồi đó. Hết rồi. Cái tham bộ này quá không mở. Lấy không mở. Có đèn xanh bệnh bên đây. Đi đâu nhỉ? Ngoài đây đi. Que gì không cũng xanh. Má này bắn rất đo. Kéo thấy đường luôn. Mày đừng có bắn theo cái đâm, mày bắn theo cảm giác á. Tụi mày là bắn rồi. Bên đây. Kiểu như là khi mà mày lỡ mày khi mà mày trail mày không thấy mày bắn được cảm giác luôn. Thì đương nhiên nó có bắn cảm giác rồi. Chỉ là không quen lắm. Mày vẫn phải quen cái đó. Tự tập cái đó. Đâu phải ai cũng có aura. Bắn ra cảm giác nhưng mà sấy chặt rồi. Sấy cũng vậy thôi. Ủa cái chỗ hôm nay mày đốt chưa vậy? Đốt rồi. Rồi. Ba đạn xanh hay đạn bảy vậy? Ba chưa đạn. Nắm lại cái tên mày rồi. Nó xanh bên đây là Vita. Chung ngựa nha. Má mũi mèo cào nó lủng thịt lỗ sâu luôn rồi. Chích người chưa? Nghĩ sao vậy mèo nhà ngựa gì? Nó còn đéo bước ra khỏi cửa phòng nữa, lấy miệng ngựa gì? Mấy mèo quang đâu, mèo quang mới sợ chứ. Gì tại sao lên 7 đây nhiều lắm nè. Nào lên lấy nha. Đây đây. Xin lên 7 nè. Này bắn cái kẻ thiếu đạn quá. Giờ thiếu đạn là mày mới có kill đó. Còn mày chưa đạn bắn hụt không à. Khi bạn mất cái gì đó bạn mới thấy trân trọng. Đúng không? Ý người ta là vậy đúng không? Cái gì gọi là cái gì ta? Mình ít đạn thì mình mới dựng lên cái phận được. Ôi, ôi, ở tim ngoài, tim ngoài. Hàng rào nè. Ném bơm cái này luôn đi, ném bơm cái này luôn. Ném bơm luôn, nó chạy. Ủa nó công nhà rồi hả? Công nhà rồi. Ném bơm lên, ném bơm lên. Nó đang cứu. Ném bơm lên, ném bơm lên. Sao nó luôn rồi. Chờ nó. Sao hàng rào vậy? Rồi. Kìa nó chạy qua kìa.
Sang hàng rào, sang hàng rào. Trong nhà này nè, trong nhà Bita nè. Một thằng hết giáp rồi, bị giáp rồi. Nhà Bita. Ôi, ở ngoài Huy ơi. À, kiếm áo đã. Giết mấy đi. M24 on hand, giảm thanh các kiểu. À. No 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 no. Mày ăn gục đồng thằng rồi. Chết có vẻ thuộc bài. Nó làm cho cồn nó đẹp không? Sao vậy chết? Y có tim kìa. Sôi động nha, sôi động nha, xung quanh đông lắm nha. Có thằng à? Cái quần quà. Ba thằng ấy. Nha. Ủa sao có mình tao vô đây vậy? Sôi động nha. Fuck. Đổi tôi. Mày em vô. Ừ, đợi xíu. À bả quá, đồng đội tôi kêu là Benta. Ơ. Rồi xong. Tốc à, bò trong đó hả? Thì chết mẹ mày đi. Mày có súng chưa? Rồi. Súng Huy nào? Nó trên khu nhà gần tụi mày á. Đây nè. Tụi số 2 á. Chờ bây giờ Z. Chưa. Người ta lấy xe lên à. Chỗ số 2 à? Ừ. Số 2 có ta ở đâu? Mày có thằng bay chung cho mấy người đi. Why not?
chữ gì đây? Không phải nha. Nó bảo không ác thì. Có xe mà sao hơi sẵn. Mình chắc mình muốn đi ô tô hay muốn đi ba bánh? Ba bánh nhé. Tao là người ưa thích môn thể thao mạo hiểm. Nghèo thế nhờ. Như vậy bắp này lại thấy nó trời nó thật là đẹp. Nhẹ mắt. Cái xe má mũi to vãi. Rồi sao có SKS đây? SKS đó hả? Kít nè. Để tao giúp tao rồi. Ở chỗ này lướt lên nè. Đó là bullet nè. Có thôi hết rồi. Cho nó tao lướt. Tao lướt ra chỉ đầu. Ê, lấy xe đi, mấy cái này mà đi đi sao á. Thôi lấy xe. Trời ơi. Trời mưa trên tình luôn rồi. Phải đi. Đã mất xe mà. Tính hết rồi. Em bắn trúng xe nhưng mà không không chết, không ngon.
Tự nhiên trên mắt này cơn nghèo quay lại. Nghèo đến vô lý. Ô lô này đó nè. Bò nữa à? Ô lô đó. Nó đã biến thành no scope. Như khi lút rồi nha. Cái dưới nhà bên đường á. Nè, đi tìm không không bảy. Đi đâu lút rồi Pita? Đi có cái xe cả mày. Sao có cái xe mà đi vậy? Ôi. Hả? Tôi thấy cái đầu rú lên hay sao ta? Ở đâu? Dốc này nè. Cái này nè. Cái cục đen lồi lên mất tiêu rồi. Đúng nhỉ? Đưa tại sao có cái xe mà giả vậy? Sao tự nhiên? Ôi, cái cơ đô trước mặt kìa. Nhìn lấy thôi. Cái lý do kiếm xe là vậy đây. Trong dưới kia có 2 xe rồi. Dưới kia có đồ 4 xe chứ luôn. Ui có tên đang chạy kìa. Mày tới. Rồi. Từ nào. Tôi nhớ vệ sinh nè. Kè 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 thấy rồi. Một thằng. Nó chạy về. Nó đang giờ máy cho nó sao là tin nè. 25 kìa. Còn sao vậy? Để cho mình vô bò. Má tao thấy 6 mà cộng nhỏ xíu à. Nó chạy ra ngoài bò mày ơi. Đây đây. Chạy lên nhà thờ làm cái gì á? Đục đồi đó. Và có băng đạn xanh không? Băng đạn rộng rộng là đạn thiếu, thiếu đạn xanh à. Đạn xanh, tao có dư đạn 7 nè. Nè, đạn xanh à. Một đề. Ôi xe. Xe xe. Dừng rồi nha, dừng rồi nha. Mày lập đạn lại chưa? Chưa. Đâu nhỉ? Cái thằng á. Ê ê. Mặt tao chứ mặt tao. Còn nữa, còn nữa. Xuống đi, xuống đi, xuống đi tao đang đây nè. Bắn tao đó, bắn tao. Ship 3 tầng 80. Không ai đó. Rồi xong. Má liệu phát 3 thằng cái gì vậy? Ui sao ít. Tao chỉ giờ bay. Ê smoke đi còn lút. Cũng má mày bấy cái đô. Qua smoke. Ê mà tao ném 7 rồi mày ơi. Đồ má là bất mini lẹ mày. Tao má dính bạn của Huy rồi. Ê smoke đi. Smoke xong để còn gì hết. Tao vứt bonus kìa. Không mới đây. Mới đây. Chờ thằng này. Chờ Win 4. Mẹ nó. Xỉ chục người chơi. Mình đã có 3 cân 4 rồi. AK kìa.
Tao bắn không? Không. Bye bye. Trời ơi, thằng ở dưới còn gưng nữa kìa. Đó. Thằng phải lồn. Đi đây nè, đi đi đi. Đèn xanh, đèn xanh con, đèn xanh con. Thấy rồi, còn đầm 7 à. Đó, xanh có băng à. Thôi bắn AK đi. Nhiều không? 200 mấy viên. Ngon, chỉ cho 1-2 băng được rồi. Để AK bắn đi, đưa AK đây cho tao. AK đây, đưa AK đây. Thôi, ở dưới sát rồi, thôi đi đi. Thôi lấy bạn đi. Không ngờ lâu lâu mình cũng được shipper. Thôi quay lại với AK. Mày thôi đi luôn đi. Bỏ đi, bỏ đi. Để xong ra. Tạp đéo giống nhất luôn. Đang nhắm, đang nhắm à. Hết rồi. Cái gì vậy? Đặt đâu? Chờ cái gì vậy? Đặt đâu? Chờ đang nhắm nào. Bắn không? Hai thằng luôn à. Tạp 30 viên thôi, tạp 30 viên thôi. Rồi. Cái này bậy không? Rồi, tạp bắn. Ồ, lên đây kiếm đạn, kiếm súng khác bắn gì đâu. Easy. Shipper này ngu. Chạy luôn đi, có khi... được rồi. Bỏ shipper tận tâm. Chứ ta đang không có súng mình ship. Cả hai khẩu. K98 đeo phải AK nó phải 6 vậy chứ đâu AK đâu tiếng AK đâu qua luôn 6 nào. Ô đây mày đã biết bố rồi xác chưa rồi tao tao có thấy sao rồi cũng đã lút rồi mày hả lút rồi lút rồi lút rồi ủa có xe đây nè lút rồi đây nha. Muộn rồi bạn ơi. Này. Tao cứ tưởng nhìn hoa mắt. Ủa sao map này lại có giáp 3? Muộn rồi. Đó là lý do tại sao hơi lúc nào phải đi theo sau lưng tao. Liên quan. Đó là. Lút thôi. Thôi thì ra kiếm đó, cái kêu vậy. Qua đây nè. Đây là Natalia Timon. Nè, xuống núi nè, KB có đôi lên. Tụi nó không già lắm, mày khỏi lo. Đi hơi sắp mày ơi. Có một phút mà. Ơ người ta bắn á. Có. Đâu vậy? Con đồ con đồ. Ui, nó nhìn thật cả bụi không mày? Trên đâu? Trên núi, trên đá, hướng nè, trên cái mực, ở giữa đá chứ không phải là trên nha. Ok, 50 rồi, chết rồi. Ui, nó chết luôn. Lẹ rồi, hay rồi. Ui. Bị gì nó chết? Để lên, còn một thằng nó đang đi lên kìa. Trong khói. Còn thằng này bắn đâu hả? Bên đây nữa nha. Nấp vào cái đá, coi chừng. Trong khói á. Kìa. Ok.
rồi hai điên rồi. À, hay quá. Còn một thằng nữa. Cái chứ 8 nữa. Mày đầu bởi hết sọt luôn. Hai thằng cục, hai thằng cục. Hai thằng cục ơi. Để lên, để lên. Đây, 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 đây. Người ta đâu? Còn đứng đây vậy? Mày, tao bắn mày có... một viên rồi. Đây có bom rồi. Tản ra, tản ra, tản ra nha. Chỗ này lên được. Nữa còn nữa. Lê. Đồ bay vậy nó cứu được cái thằng đó. Chưa, chưa. Chưa lê mà. Rồi rồi, lê rồi. Vì rồi là shipper tạm tay. Chạy xe móc tay bay. Ui ui ta bị gì ta bị lắc. Ê ai đem bơm vậy? Cái chính tấn này có luôn rồi. Như mấy các thằng bạn nhìn tao mà sợ phải nhìn tao cái bụi luôn. Còn hai đâu nữa này. Nước mà nước bắn cái két nhỉ? Bắn bắn qué. Đây dưới bên có đổ lên bây giờ nè. Ôi bò khó quá mày. Không. Đi xe không? Khó mà bò khó lắm á. Ờ. Ui, tao cứ xuống ra rồi. Vô đi được xa lắm, vô đi, vô đi. Bây còn gì băng đế đâu? Không. Làm gì để uống nước? Quá trời nước mà uống đi cho nó phiêu. Ê, ê, trước mặt kia, trước mặt kia. Tụ má bắn đâu bị ta ăn, phải lồn. Rõ ràng luôn luôn, khỏi chối. Cái này là khỏi chối luôn bị ta. Ta còn bắn nó mà, sao mà không? Thì mà bắn một viên, ta bắn một viên. Đéo có gì đâu. Thấy không? Biết hay mà. Nghèo bỏ mẹ luôn. Rẻ rách. Rẻ rách. Má, rẻ rách đúng nghĩa luôn. Bên đây nè. Đi bên nào. Đi có tính ngay chỗ ba rồi biết thôi. Đừng tính nữa. Giờ còn tính nữa. Chết mẹ ở bên tụi mày á. Bò đi các bạn ơi. Bao người biết nó đang nhắm qua. Má sai lầm rồi, lấy xe lao ngang qua bao rít qua bên đường luôn mày ơi. Gớt gớt, đánh thằng đang chạy kìa. Đâu? Đang chạy chặn đâu mày á. Dưới đường có một thằng. Bên kia, bên kia kìa, bên kia kìa. Tụ má lại, đánh tao chết ăn. Bỏ đi, bỏ đi, nó vô trong bao rồi kiếm nó gặp. Chọn cái thính, chọn cái thính. Trời trời, đụng mất. Bỏ kìa. Nè, đụng mất kìa.
Mở đâu quá. Vô ba nổi không? Kiếp mới vô được, em kiếp đeo vô được đâu. Có gì ảo vậy? Cái đồ máy bị cứu rồi, mẹ kiếp. Đây mẹ nó. Ê ê ê ê, cứu thằng, có thằng. Đâu? Không phải, phải sao cái cây? Không phải, phải. Chạy đi, chạy đi. Ừ, có xe đây nè bay. Ôi đồ má trên kia trên đỉnh đò có thằng có tim rồi kìa. 310 á, có thằng lên đó đứng rồi kìa. Xe mấy chỗ rồi? Ba chỗ nè, leo không? Ba chỗ. Ôi chết đó mà. Thôi chạy bộ. Tao thấy chạy bộ khả năng chết cao hơn. Đây là thêm cái thính nữa. Mình bắn xuống hả? Không, nó bắn bên kia. Chết mẹ. Má giờ má. Giờ nó xoay ra cái à, ăn lờ luôn. Ăn lờ luôn. Được thính thôi. Hợp chắc là. Đầu khuya là đau xíu. Đợi gì bỏ đít thì bỏ gì nữa. Bỏ chậm rồi, đợi tao lên giết nó luôn nè. Vẽ giờ, thấy nó bắn mày kìa. Đâu nó bắn. Thấy đất, những chân này phụt lên. Đâu nó bắn á. Ôi, bỏ. Hay. Chết tao, chết tao. Trời ơi. Vô 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 vô. Ui thằng này có hồng. Mày cho đồ. Mai 15 ít. Dừng lại cho đồ mày. M249. 15 ít nè. Còn hai bắn sao? Có đâu vậy? Trời ơi bo kìa. Mẹ quá lồn. Có xe nè mày. Có nó đi xe không? Vita ơi, trời ơi đủ má bo qua đường hả? Ê kiếm kiếm smoke, kiếm smoke. Thôi tao đéo có cái nào luôn. 41 giây. Đây này cho mày nè. Cho mày ném đi mày còn đưa tao nữa. Ừ, có xe nè, tao lấy xe rồi chạy. Ê, có sương mù, giá rồi, có sương mù, có sương mù. Ôi, từ từ, từ, đúng rồi. Ủa, có thằng này nhìn tao, bên cái đồ. Mẹ, đàn hết máu rồi, bật xuống. Kìa, thấy rồi. Khu nhà đúng không? Ê, khu, khu, đây khu. Nè. Khu, thằng kho có thằng kìa. Ba thì còn vô. Đi đánh con rồi. Có xe mà. Tao sợ cóc đi mà. Ôi bắn tao luôn kìa. Thôi á. Khu nhà. Ôi chết mẹ. Hay quá Huy. Bỏ kịp không? Chết mẹ đã kịp tao rồi. Chết, chết. Lên đó. Đây 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 đây. Nhắn. Đi 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 đi. Tao phải lao vào đi. Kẻ tao, kẻ tao, kẻ tao. Trời ơi. Vì ta ơi. Trời ơi chết ơi. Tao tông một cây nữa. Mai chuyển già luôn. Tao nó trên đỉnh rồi, thấy tao nó bắn trên đỉnh rồi. Ủa hai mày làm gì vậy? Trời ơi đủ mỡ vãi luôn. Trên đầu tao nè hai thằng. Bây giờ tao đi một mình. Đi thay, đi thay. Vô vô lên xe tao đón, đồ má tông cây, đồ má. Ai ngờ đâu.
Tôi chưa mở cái tay đâu. Má gặp được một thằng rồi, một đô ba đó Huy ơi. Ờ à, 1-2-2 hả? 1-2-1 hả? 1-2-1. Kìa. Rồi. Cục thằng còn thằng thôi. Cục thằng rồi còn thằng thôi. Từ. Im đi. Nó bắn gục một thằng rồi, nó bắn gục một thằng rồi. Ok. Hay. Lại thông bắn là vậy đó. 8 kill. Mình phải nói nhỏ nữa sao? Thôi nghỉ. 4 kill.